Ngày 8 tháng 3, HK01 đưa tin gia đình đã tổ chức lễ hỏa táng cho cố nghệ sĩ diễn viên Ngô Mạnh Đạt tại Hồng Kông. Khoảng 10 giờ, gia đình đã có mặt tại nhà tang lễ để lo hậu sự và nhìn mặt tài tử Tân Ô Long Viện lần cuối. On cho biết, vợ Hầu Sang Yến và con trai út là Ngô Vĩ Luân của Ngô Mạnh Đạt nén đau buồn để lo liệu hậu sự. Trong tang lễ diễn ra vào tối ngày 7 tháng 3, vợ ngôi sao gạo cội suy sụp đến mức đứng không vững. Linh cữu của Ngô Mạnh Đạt được đưa đến đài hỏa táng Cap Collinson. Theo Điền Khải Văn, cho cốt của ông sẽ được an táng tại Malaysia, quê nhà của người vợ thứ ba. Đây cũng là nguyện vọng trước khi qua đời của nghệ sĩ. Trước đó vào trưa ngày 7 tháng 3, theo truyền thông Hồng Kông đăng tải thông tin, vì bận lịch trình tại đại lục và tình hình dịch bệnh nên Châu Tinh Trì không thể bay về Hồng Kông để nhìn mặt ông bạn già lần cuối trước khi thi hài của nam nghệ sĩ gạo cội này được đưa đi hỏa táng. Điều này khiến khán giả cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì không thể thấy Châu Tinh Trì, Ngô Mạnh Đạt tái hợp lần nữa cho dù ở tình thế đau thương này. Tuy nhiên, đến chiều tối, Châu Tinh Trì đã không khiến người hâm mộ của bộ đôi thất vọng khi bay về Hồng Kông để nhìn mặt Ngô Mạnh Đạt lần cuối. Xuất hiện tại tang lễ, Châu Tinh Trì đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của truyền thông lẫn người hâm mộ. Châu Tinh Trì xuất hiện với gương mặt phờ phạc, đôi mắt hốc hác toát lên vẻ đau buồn khi người bạn thân của mình đã ra đi. Tuy nhiên, ông chỉ ở lại đám tang khoảng 10 phút rồi rời đi. Bên cạnh Châu Tinh Trì, còn có rất nhiều ngôi sao đình đám của Hồng Kông cũng đến tiễn biệt Ngô Mạnh Đạt như đạo diễn Đỗ Kỳ Phong, Lưu Đức Hoa, Ngô Quân Như, Lâm Tử Thông, La Quán Lan, Hạ Vũ, Lương Tiểu Băng, Trần Gia Huy, Lạc Ứng Quân, Đặng Anh Mẫn. Trước đó, rất nhiều bạn bè đồng nghiệp như là Châu Nhật Phát, Quách Phú Thành, Cổ Thiên Lạc, Lưu Thanh Vân, Dương Thiên Hoa, Huệ Anh Hồng đã gửi vòng hoa đến tang lễ của Ngô Mạnh Đạt. Trong đó, vòng hoa của Châu Tinh Trì được xếp vào vị trí dành cho người nhà.